luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đó là mục đích mà Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu cụ thể hóa chỉ thị 35 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Thành ủy Đà Nẵng về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố. Quận Hải Châu đã tổ chức một chuyến tham quan thực tế cho gần 80 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và đang cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Đây là chuyến đi có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự đổi mới cách thức hỗ trợ thanh thiếu niên. Chuyến xe chở gần 40 thanh thiếu niên hư và có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn quận Hải Châu đã đến với trường giáo dưỡng số 3 Bộ Công an. Lần đầu tiên, những thanh thiếu niên này được trực tiếp tham quan và hình dung cuộc sống hiện tại ở một trường giáo dưỡng. Lắng nghe những học viên nơi đây trải lòng, mỗi bạn trẻ đều cảm thấy được bóng dáng, hoàn cảnh của mình ở đó. Cảm ơn Ủy ban Nhân quận đã cho chúng con đi chuyến này. Con gửi lời gì đãi đến bạn bè là hãy sống thật tốt, đừng vi phạm pháp luật. Đến với cơ sở xã hội Bầu Bàng, gần 80 thanh thiếu niên, những người có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, từng sử dụng ma túy đang cai nghiện tại cộng đồng. Được tham quan địa điểm nơi ăn ngủ, vui chơi, chăm sóc sức khỏe khi cai nghiện ma túy tại trung tâm. Sự hủy hoại cả về thể chất lẫn tinh thần mà ma túy gây ra là điều ai cũng thấy rõ. Thế nhưng để đối diện và nói không với ma túy là điều rất khó khăn. Chuyến tham quan mang thông điệp không gì là không thể nếu bạn chịu đứng dậy bước ra khỏi bóng tối. Hôm nay được tham gia buổi tham quan, em thấy chuyến đi này rất là ý nghĩa và em ý thức được là sẽ học tập thêm và không vi phạm pháp luật và cố gắng làm một người công dân tốt. Chuyến tham quan thực tế của quận Hải Châu là sự khởi động cho những hoạt động tiếp theo trong năm mới 2024 nhằm giúp đỡ và hướng số thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật vào những hoạt động bổ ích, nâng cao ý thức xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Chương trình này được quận Hải Châu lên đề án thật chi tiết, cụ thể và duy trì hoạt động hàng năm. Đây không chỉ là chuyến đi đầu tiên và duy nhất mà sẽ được tiếp diễn với nhiều hoạt động khác. Không những bây giờ là chuyến đi đầu tiên của cái chương trình này mà sẽ có rất nhiều chuyến đi, không phải tham quan riêng cái trường giáo dưỡng hoặc là Bầu Bàng mà có những cái hoạt động công tác xã hội để giúp các cháu nâng cao cái nhận thức, hãy dùng cái hành động thực tế để các cháu cảm nhận và cảm hóa được cái hành động và cái suy nghĩ của mình, tìm hiểu thật kỹ hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng của các cháu nó như thế nào. Từng hoàn cảnh sẽ được lên một cái danh sách hết sức là cụ thể, phân công cho các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp, chúng ta tạo một cái vòng tay nhân ái để giúp đỡ các cháu. Đừng nhìn các cháu bằng một cặp mắt đó là những người vi phạm pháp luật, mà hãy dành sự yêu thương, dìu dắt, giúp đỡ, bồi dưỡng các cháu. Thì chúng tôi tin rằng các cháu sẽ thay đổi cách suy nghĩ và có cuộc sống tích cực hơn. Một chuyến đi chứa đựng nhiều ý nghĩa của quận Hải Châu tổ chức, hy vọng sẽ nâng bước cho nhiều thanh thiếu niên lầm lỡ trên địa bàn trưởng thành hơn trong tương lai.